Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia dự án Elysium Sally. Thì khi tham gia dự án tất cả anh em nhận được 5 token có cái hiệu là ALL cho tất cả anh em ạ. Mỗi token này nó đã list lên một cái sàn giao dịch là Eban và sắp xếp lên sàn Uniswap nữa các anh em. Hiện tại trên sàn thì giá hiện tại của một token con này là một đô mấy, là một đô gửi. Thì mình đã test các anh em. Rồi để tham gia dự án thì các bạn click phần link mô tả. Đầu tiên anh em vào đây tham khảo website của nó các anh em. Rồi anh em vô nhờ bên seller nè, vô nhờ bên group nè, còn anh follow theo Cái này theo quên yêu cầu follow không à? Rồi tất cả anh em chờ chút nha. Rồi tất cả anh em bấm theo dõi nha, tất cả anh em bấm chuông luôn, bấm chuông thông báo cho nó luôn, tất cả tại quýt luôn. Rồi chuông đây anh em like cho đăng bài nha, tất cả anh em. Nó đã lên sàn, con này sẽ lên sàn Uniswap nữa, tất cả anh em like cho nó một hai bài đi, tất cả anh em ơi. Khi nào nó về thì mình tính tiếp các anh em ơi. Bắt đập lần rồi, các anh em bắt đập lần nha. Rồi, sau đây anh em chỉ về điện phone thôi. Đầu tiên thì địa chỉ email của tất cả anh em ơi. Rồi, anh em đi email chính xác anh em. Rồi anh em nhờ mở cái Telegram của mình ra, vào setting copy to username Telegram của mình nha. Bạn nào chưa cài đặt username thì cài đặt vào nha các bạn. Rồi feed name thì feed name, last name là tên họ. Các bạn cứ ghi tên họ của mình bình thường chứ qua nha tất cả anh em. Đừng bị lỗi username, các bạn vào trang cá nhân Tower của mình, các bạn copy username Tower của mình nha các bạn. Rồi tất cả anh em kiểm tra lại, rồi anh em mở địa chỉ với ERC20 bên dưới chút của wallet nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em mở dưới chút wallet đây nè. Thì dòng con này về tất cả anh em. Chương trình Airdrop này nó không có giới hạn, nó không có để thời gian nên mình không biết tất cả anh em khi nào nó kết thúc là nó phân phối. Nó không có. Còn những dự án nào có thời gian thì nó sẽ có giới hạn số lượng tham gia. Rồi tất cả anh em cứ hiểu sơ sơ vậy thôi. Còn việc của nó mình sẽ nó tính đi. Rồi tất cả anh em bấm vào sao chép tất cả anh em. Rồi anh em bắt ra cái thế nè, rồi anh em bắt vào, mình cố gắng chia sẻ cho tất cả anh em thật là nhiều kèo để cho tất cả anh em làm tất cả anh em. Rồi cái username này thì các bạn anh em đi nha, rồi anh em bấm nút gỡ. Rồi ok, mình đã hoàn thành dự án anh em nhớ bấm nút like, đăng ký cập nhật những video tiếp theo từ mình nhé. Vậy mình cũng chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh em vào những video clip tiếp theo từ mình nha.